Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình quay bà con xem về cái công tác thăm vườn, kiểm tra vườn của chú Lộc. Thì cái vườn chú Lộc mình quay cũng rất là nhiều clip rồi, hầu như là 4 đến 5 clip về vườn của chú Lộc. Thì hôm nay mình sẽ nói sơ qua về vấn đề quan trọng nhất của ngày clip này, đó là cái vấn đề mà trái nó xả nhị á, mà hạt độc xanh á. Thì mấy hôm nay bà con chúng ta có tình hình là nó rụng rất là nhiều, rụng ồ ạt luôn, nghĩa là rụng theo ngày, một ngày rụng một lớp, một ngày rụng theo lớp là trái hạt độc xanh đó. Thì năm nay á, cái vấn đề trái hạt độc xanh này rụng có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do phân bón của bà con. Thì mình cũng nói trước rồi, cái giai đoạn này mà nếu thừa dinh dưỡng nó rụng cũng nhiều, mà thiếu dinh dưỡng nó rụng cũng nhiều. Và cái thứ hai nữa là cái thời tiết năm nay nó cũng rất là khó so với mọi năm. Thì cái này mình sẽ hướng đưa ra cái hướng khắc phục cho bà con, đó là phun cái thuốc mà canxi bo, và cái thứ hai nữa là chung vi lượng. Thì hai cái này mình hướng dẫn cho bà con để phun cho nó bổ sung dinh dưỡng cho kịp thời trong giai đoạn mà trái hạt đậu xanh này á. Thì cái trái hạt đậu xanh lúc này nó cần dinh dưỡng rất là nhiều, toàn bộ là dinh dưỡng hết. Nên mà con phun những dòng dinh dưỡng nào á, mà hấp thụ liền được á, thì cái tỷ lệ rụng nó rất là chậm. Còn mà con không phun được á, thì tỷ lệ rụng rất là nhanh. Thì cái đó là cũng như là một vấn đề sinh lý của cây bơ trong giai đoạn mà trái hạt đậu xanh đó. Thì mình nói để bà con chúng ta khắc phục được. Thì về cái lượng nước tưới của bà con á, thì những vùng mà để nó khô nước quá thì nó cũng rụng. Mà con tưới quá nhiều nước thì cũng rụng. Nên mình nhắc nhở bà con á, để rút kinh nghiệm á, là những vườn chúng ta giữ được độ ẩm á, thì chúng ta sẽ có vai trò rất là quan trọng. Thì cây nó sẽ không bị rụng nhiều. Còn những vườn chúng ta không giữ được duy trì độ ẩm á, thì chúng ta tưới nước không đúng á, thì nó sẽ rụng rất là nhiều. À, cái thứ hai nữa là nấm cuốn nha. Bà con phải xem cho mình là những cái hoa của mình nó có bị nấm cuốn không. Đối với những vườn chúng ta đã phun nấm cuốn mà vẫn còn rụng á, thì chúng ta xem lại cái sinh lý của cây. Và cái giai đoạn này chúng ta phải phun thuốc khắc phục liền luôn. Chúng ta để muộn một ngày đã rụng hết từng ngày. Nghĩa là qua một ngày chúng ta ra vườn kiểm tra thì tốc độ rụng của trái mà đậu xanh á, còn đen đầu á, nó rụng rất là nhiều, rụng không thể nào kiểm soát được. Đó là mình nhắc nhở bà con nha. Thì bà con nào rơi trường hợp đó thì chúng ta khắc phục là mua phân bón lá và canxi bo á, chúng ta phun vào đó. Thì bà con cũng lựa vào những dòng phân bón lá và canxi bo phù hợp để con phun vào đó cho mình. Đó là mình hướng dẫn cho bà con. Và cái chú trọng nhất là cái giai đoạn này nó rất là khó bà con, là một số vườn á là bị côn trùng chết thúc rất là nhiều, bò xít, rồi là một số vườn thì mọc đục cành chích thẳng vào cháy bơ luôn, một số vườn thì bị bọ vừng hay là những con bọ cánh cứng đó, bọ cánh cam rồi đó, thì nó cắn vào trái rồi cắn vào hoa. Nói chung là rất nhiều côn trùng gây hại giai đoạn này. Qua đó thì bà con chúng ta rất là khó vì giai đoạn này không thể phun thuốc sâu được. Thì nếu con phun thuốc sâu vào thì tỷ lệ ảnh hưởng rất là lớn, nóng sẽ ảnh hưởng đến trái rụng rất là nhanh. Thì đó mình nhắc nhở bà con, nên công tác này rất là quan trọng. Nên mình nhắc nhở bà con là khi mà phun thuốc chúng ta phải phun đúng liều lượng và đúng giờ giấc. Chúng ta hạn chế phun vào lúc buổi trưa và ánh nắng mặt trời nó nóng á, thì mình khuyên bà con là đừng nên phun. Bạn ta phun sáng sớm hoặc chiều tối, phun thời gian rất là mát để cho cái nhiệt độ và cái sự hấp thụ của cây nó sẽ dễ hơn. Chứ còn nếu mà phun thời nắng thì hấp thụ nó rất là khó. Đó thì nếu chúng ta phun thuốc nóng quá thì nó cũng rụng hết đi. Thì nó rất là khó do cái giai đoạn xả nhị xong là nó rơi vào cái mùa rất là nắng nóng. Đó mình nhắc nhở cho bà con nha. Còn toàn bộ cái quy trình mà khắc phục sau mưa thì bà con chúng ta sau khi xả nhị thì tỷ lệ đậu cũng rất là cao. Thì mình đi kiểm tra vườn thì hầu như là toàn bộ số vườn đạt sau cơn mưa thì đạt hiệu quả là hầu như đạt 70% sản lượng. Nhưng mà bây giờ cái khó khăn nhất của bà con vẫn là rụng sinh lý giai đoạn 1 của cái quả hạt đậu xanh này. Thì bà con chúng ta, một số bà con thì cũng không có biết trước được vấn đề này, có nghĩa là cứ nghĩ trái hạt đậu xanh là đậu rồi, nhưng thật chất là chưa có đậu. Cái vấn đề là hạt đậu xanh đó chúng ta phải khắc phục liền. Chúng ta chậm một ngày là sẽ rụng rất là nhiều. Khi mà nó rụng gần hết rồi thì lúc đó khắc phục rất là khó. Như trên clip này mình quay bà con xem á, thì đang đi thăm vườn của chú Lộc đây. Thì vườn của chú thì hôm trước mình cũng quay cho bà con xem về công tác ghép cải tạo bơ. Thì trong vườn chú thì những cái bơ này nó cũng đã sống hết rồi. Thì bà con chúng ta cũng phải lưu ý những cái việc chăm sóc cây bơ bút. Thật sự cây bơ bút là cây rất là khó đối với bà con nông dân chúng ta, thì chúng ta chưa nắm rõ được cái kỹ thuật á. Nên mình sẽ hỗ trợ cho bà con hết mình về công tác mà xả nhị đậu trái hạt đậu xanh. Sau khi hạt đậu xanh sẽ lớn lên trái viên bi, và từ trái viên bi mình sẽ hướng dẫn lên trái trứng gà, và trái trứng gà sẽ tới trái trưởng thành.
thì nó tới 4 5 giai đoạn này, nên bà con chúng ta phải chú trọng về công tác chăm sóc bón phân cho hợp lý và phun thuốc cho nó đúng tiến độ để cho cây bơ chúng ta nó đậu trái và không rụng hết. Thì vườn này toàn bộ xả nhị và đậu trái hết. Thì mấy hôm nay mình cũng quay cho bà con xem về công tác kiểm tra vườn, cũng rất là nhiều vườn, thì qua đó bà con nên xem và theo dõi để mình hướng dẫn cho bà con về hiện trạng là thời tiết năm nay nó rất là thất thường, có vùng mưa. Đối với những vùng bây giờ xả nhị xong vẫn gặp mưa rất là nhiều, như khu vực Gia Lai hiện tại thì vào ngày 30 và 31 thì cũng gặp mưa, nên là tỷ lệ hoa huy rụng cũng rất là nhiều. Chỉ có khu vực của Đắk Lắk á, thì tỷ lệ mưa nó rất là ít, còn lại khu vực Đắk Nông như cụ thể như là Đắk Sông á, thì lượng mưa nó cũng rất là nhiều, nhưng tỷ lệ xả nhị xong thì hoa nó gặp mưa và trái, hạt đậu xanh gặp mưa và bị nấm cuốn rụng cũng rất là nhiều. Nên qua đó bà con theo dõi và kiểm tra vườn thường xuyên cho mình nha, vì cái dấu hiệu của cây hoa và trái nó bị bệnh hay là nấm á, thì nó cũng rụng rất là nhiều. Mà công tác mà côn trùng kết thúc á, thì bà con cũng phải theo dõi cho mình kiểm tra thường xuyên nha. Thì ở giai đoạn này thì bà con chỉ có phun được xuống nhúng màng cho mình thôi, phun đúng liều lượng và đừng nên pha liều lượng quá cao, thì nếu quá cao con phun vô tình trạng nếu một số thuốc nó nóng quá thì nó gây hiện tượng rụng, thì nó rất là khó bà con giai đoạn này, vì năm nay là côn trùng nó gây hại rất là sớm so với mọi năm. Mọi năm thường gây hại trái ở viên bi á, hoặc là trái bằng hạt bắp á, thì lúc đó bà con có thể điều tiết thuốc sâu được rồi, thì lúc đó những loại thuốc sâu chúng ta xua đuổi thôi để cho nó hôi, để nó không tới chích, thì nó sẽ giảm được cái tốc độ mà phá hoại trên trái bơ của chúng ta. Còn nếu khi là để cho chích á, thì tỷ lệ đậu nó sẽ rất là thấp và nó rụng rất là nhiều. Còn những vườn bơ mà bà con thấy nó đậu tỷ lệ đậu cao á, thì những vườn bơ có dàn lá rất là nhiều, nếu lá càng nhiều thì mình khẳng định cái sản lượng đậu hoa của bà con rất là cao. Còn vấn đề về ngọn á, thì mình cũng nói bà con rồi, thì tất cả clip mình nói là trong giai đoạn này mình không cho bà con chặn đọt, vì nó liên quan đến nhiều vấn đề. Cái thời tiết năm nay với lại là cái sản lượng đọt năm nay nó bung rất là mạnh so với mọi năm, bung thời điểm trước so với là xả nhị sau. Còn nếu cái đọt này mình vẫn đưa ra phương án khắc phục cho bà con, đó là bà con đã phun chung vi lượng calci bo rồi trên đó, thì cái đọt nó cũng già cùng lúc và dinh dưỡng tập trung cả hai, vừa đọt và vừa bên của cái hoa, nên cả hai xả nhị cũng rất là đều vào đậu. Thì những vườn bà con đã phun những cái thuốc mà chung vi lượng ở trên đó calci bo á, thì bà con thấy là xả nhị xong là đen đậu rất là nhiều, tỷ lệ trái hạt đậu xanh cũng rất là nhiều. Nhưng bây giờ cái tỷ lệ mà đậu á, mà rụng sinh lý giai đoạn hạt xanh á, thì tốc độ nó cũng rất là nhanh. Đó là đối với những vườn mà bơ bút ra ngọn ít, lá ít. Còn đối với vườn như mình đang quay trực tiếp cho bà con xem á, thì cái lượng lá nó rất là nhiều và xum xê, nên cái tỷ lệ đậu rất là cao. Nên qua đó để bà con rút kinh nghiệm cho năm 2019 á, thì bà con nên có chế độ bón phân hợp lý lại, và bón tỷ lệ phân đơn nó cân đối hơn, và hạn chế cái NPK. Bà con chúng ta tập trung NPK nhiều quá nên cái lượng phân nó không cân đối, nên có thể là nó phát đọt không có kiểm soát vào cái lượng hoa của chúng ta. Còn vấn đề là con chúng ta luôn luôn cứ sợ là cái đọt non nó phát nó rụng, thì nó cơ chế nếu cây chúng ta lá nhiều phát đọt non thì tỷ lệ rụng rất là thấp. Còn cơ bản thì cái mùa này là một số cây chúng ta rụng lá sớm quá, thì cái tỷ lệ mà vừa đọt và vừa ngọn á, với lại là hoa thì nó cũng bị cạnh tranh dinh dưỡng, nên nó gây ra cái tình trạng mà phát đọt năm nay bà con bị rụng rất là nhiều. Còn riêng bút á, thì tỷ lệ năm nay bà con chúng ta xả nhị trái hạt đậu xanh rất là cao và đậu rất là nhiều. Nên clip này mình sẽ nói chung cho bà con về những cái vấn đề mà lưu ý khi mà đã nhắc nhở bà con chúng ta có những cái lứa bông đợt 2 mà nó chưa xả nhị xong á, thì bà con có thể tham khảo và đưa ra những cái phương án khắc phục cho mình. Thì clip này mình quay mình chỉ nói chung cho bà con xem, và bà con có thể đưa ra một cái hướng riêng của mình và những kinh nghiệm riêng của mình. Thì còn này mình chỉ quay chia sẻ cho bà con để bà con có một cái phương pháp khắc phục cho nó hiệu quả và an toàn nhất. Thì clip này mình quay toàn bộ là công tác kiểm tra vườn của chú Lộc, để cho bà con dân ta xem về cái quy trình chăm sóc vườn của chú. Thì cái dàn lá của chú giữ rất là xanh do chú bón một lượng phân chuồng rất là nhiều, mỗi năm là 2 đợt. Thì mỗi đợt thì chú bón cây theo tán, có cái tán chú bón 1 bao, cây thì chú bán 2 bao, tán bao nhiêu thì chú banh bồn bấy nhiêu thì chú bón như đó. Thì cái lượng phân chuồng nó ăn thì nó ăn từ từ, nên bà con không có sợ được cái lượng phát đọt nó mạnh. Thì giữ được cái dàn lá như thế này thì mình khẳng định với bà con á, là tỷ lệ đậu trái rất là cao. Nó cao ở đây á, là do chúng ta phun thuốc được, hấp thụ được dinh dưỡng nhanh, phần lớn chúng ta phun thuốc điều tiết qua lá hấp thụ rất là nhanh. Thì qua đó thì bà con chúng ta có thể xem clip này, thì mình sẽ quay theo clip từng phần, có nghĩa là từ số 1 tới đến số tăng dần, thì mỗi một phần là mình nói về một vấn đề, một giai đoạn của cây bơ.
Thì bà con xem là những cây bơ mình quay toàn bộ bà con thấy lượng lá rất là tươi xanh tốt, nên tỷ lệ đậu rất là cao, hầu như đậu là từ 70% á, không có rụng. Đó là bà con cứ tham khảo về phương án của mỗi nông dân có một kinh nghiệm riêng. Thì mỗi cái vườn mình quay lại mình đều chia sẻ với bà con hết về kinh nghiệm của một nông dân đó. Từ những vườn nông dân khác nhau chúng ta đúc kết lại ra một cái vườn của mình để mình so sánh lại cái vườn của mình là cái tỷ lệ mà chăm sóc của cá nhân mình nó có đạt như cái vườn của nông dân khác không, mà sao tỷ lệ của mỗi vườn đều có đạt, cái năng suất nó cao. Đó là mình nói để cho con ta chia sẻ và con ta có những cái kinh nghiệm riêng của mình để cho cái năm tới 2019 bà con hiệu quả hơn. Mình nhắc lại vẫn quan trọng nhất là bộ lá của cái cây, nếu lá càng nhiều á thì cái sự hấp thụ quang hợp và cái khả năng đậu trái á, sẽ cao nếu con giữ được sau khi mà xả nhị xong á, hoặc là trong lúc ra hoa á, mà chàng lá chúng ta chưa rụng á, phân tầng vẫn chưa rụng á, thì tỷ lệ cũng rất là cao. Cái đó mình nói cũng rất là nhiều ở clip rồi, thì clip này mình chỉ quay và hướng dẫn cho bà con thôi. Xin cảm ơn bà con ạ.